Tiếp tục sẽ là những thông tin về thời tiết. Chào chị Hồng Quyên, đêm qua thì nhiều tỉnh thành Nam Bộ đã có mưa rất lớn. Liệu hôm nay còn mưa lớn nữa hay không chị? Xin chào các anh chị cùng với quý vị khán giả. Khả năng là trong ngày hôm nay thì Nam Bộ vẫn sẽ có mưa lớn đó. Không chỉ mưa về chiều cho tới đêm đâu, mà xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày. Ngay sáng ngày hôm nay thôi, thì cái vùng mây gây mưa như quý vị có thể nhìn thấy ở trên bản đồ của chúng tôi, nó gây mưa ở hầu khắp các khu vực Nam Bộ như thế này và lượng mưa thì chưa lớn. Khả năng đến chiều và tối nay là thời điểm mà mưa dông sẽ bắt đầu mạnh lên và mưa thì sẽ xảy ra ở trên diện rộng. Có những nơi mà quý vị thấy là tương ứng với màu xanh lá như thế này là có lượng mưa trên 50mm và đề phòng sẽ có tình trạng xảy ra ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp hay là ở khu vực đô thị. Bên cạnh đó thì có thể đi kèm trong cơn dông là có lốc sét và gió giật mạnh. Nếu mà quý vị có kế hoạch ra ngoài vui chơi vào ngày cuối tuần như thế này thì phải để ý là trong chiều và tối nay khi mà thấy có cơn dông nè hay là thấy có mây đen mà nó kéo tới á, thì phải tìm ngay một cái chỗ tránh trú an toàn. Nhưng mà phải lưu ý tránh xa những gốc cây bởi vì nơi này có thể thu hút sét và sét có thể đánh xuống. Tránh xa những cái vật dụng bằng kim loại, ví dụ như là xe đạp hay là hàng rào sắt. Và có một điều nữa là không tụ tập nơi đông người bởi vì sét thì có hiệu ứng là đánh lan truyền. Còn về nhiệt độ, ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ở khu vực Đông Nam Bộ do có mưa cho nên nhiệt độ sẽ giảm và trong ngưỡng từ 30 cho tới là 32 độ. Nhìn chung là khá là dễ chịu. Riêng tại thành phố Cần Thơ, dự báo trong vòng 2 tiếng tới thì trời chủ yếu là nhiều mây, có lúc đang xen có cả nắng nữa. Nhưng mà bắt đầu từ 2 giờ chiều thì sẽ xuất hiện mưa. Và cho tới tối thì theo cơn mưa nhiệt độ sẽ giảm. Tới khoảng 10 giờ đêm thì nhiệt độ chỉ còn khoảng 27 độ thôi. Nếu mà du khách đến với thành phố biển Phú Quốc vào dịp cuối tuần này thì cũng cần sẽ phải lưu ý đến vấn đề mưa dông có thể xảy ra về chiều và có lượng mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất là sẽ ở khoảng 31 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Trên biển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cho tới Cà Mau tiếp tục sẽ có mưa và có gió cấp 6 và giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn ở vùng biển Cà Mau, Kiên Giang thì tiếp tục có mưa dông và tiềm ẩn trong mưa dông sẽ có lốc xoáy và gió giật mạnh. Xin được cảm ơn chị Hồng Quyên.